quá lâu rồi mình mới quay trở lại để lên một cái video như này. Và không biết mọi người có thắc mắc vì sao đã lâu như vậy mà mình chưa làm một video mới không? Thực ra trong suốt thời gian vừa rồi á, thì mình có dành thời gian để nghĩ về việc mình sẽ làm những video gì tiếp theo. Có lẽ nó sẽ là video như này. Nào. Mà nó sẽ là video như này. Đây chính là cái bài học ngày hôm nay của chúng ta. Sau một thời gian rất dài suy nghĩ thì mình đã nhận ra rằng màu nước trước tiên nó phải là niềm vui. Chính vì vậy mình đã nghĩ ra mình sẽ làm một series những bài giảng về màu nước, những bài giảng dành cho tất cả mọi người, rằng ai chưa từng học vẽ cũng đều có thể vẽ được. Tin không? Tin đi. Bài giảng này của mình số hôm nay sẽ là số đầu tiên, còn số cuối cùng mình chưa biết nó là số nào cả. Nhưng mọi người hãy giữ một niềm tin rằng khi mọi người học đầy đủ các bài từ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 trở đi thì dần dần mọi người cũng sẽ vẽ như những master mà thôi. Mình sẽ tăng dần độ khó của bài học dần dần lên để mọi người không nhận ra được cái điều đó. Và chúng ta hoàn toàn vẽ màu nước với một niềm vui, một niềm hạnh phúc. Và mình hứa với các bạn, nếu như các bạn vẽ đầy đủ những bài hướng dẫn của mình thì rồi một ngày đẹp trời mọi người sẽ vẽ được như mình thôi. Bởi vì mình sẽ không hề giấu giếm một chút nào những cái kỹ thuật của mình, những cái kỹ năng của mình đã có. Và mình sẽ dạy thế trong cái series này. Đương nhiên những bài đầu tiên sẽ là những bài đơn giản nhất và ai cũng có thể vẽ được. Nếu mọi người chăm chỉ và học đầy đủ các bài học của mình thì mọi người sẽ hiểu được cái sự logic của màu nước, cái cách vận hành các kỹ thuật của màu nước như nào, để rồi một ngày đẹp trời chúng ta sẽ trở thành những master không chỉ riêng của Việt Nam mà còn cả của thế giới nữa. Ok, các bạn đã sẵn sàng chưa nhỉ? Ngay bây giờ chúng ta sẽ vào bài học ngày hôm nay nhé. 3, 2, 1, let's go. Đây là cây bút mà Bình sẽ sử dụng trong cái bài vẽ này. Nó chính là nhân vật chính trong cái bài học ngày hôm nay chứ không phải là Bình đâu nha. Bình thích những cây bút đầu tròn như này và Bình tin là ai khi bắt đầu học màu nước cũng đều có cho mình một cây bút như này cả, đúng không ạ? Bởi vì nó là cây bút rất dễ tìm và chúng ta có thể sử dụng những cây bút của hãng khác đều được. Ok, bây giờ mình sẽ chuyển sang chế độ nghiêm túc để chúng ta bắt đầu vào bài học ngày hôm nay. Màu đầu tiên mà mình sử dụng sẽ là màu green. Và ở đây mình sẽ vẽ cho mọi người xem một cái cây theo những kỹ thuật nó vô cùng đơn giản và mình nghĩ rằng bất kỳ ai cũng có thể vẽ được thôi. Dựa theo cái tiêu chí đó là những cái bài đầu tiên này của mình là dành cho tất cả mọi người. Những ai chưa từng học vẽ chúng ta đều có thể vẽ được và chúng ta sẽ thấy rằng màu nước nó không hề khó một chút nào cả. Màu nước là màu dành cho mọi người mà. Đó, thì mọi người thấy là mình đang sử dụng màu green này. Mọi người để ý cái độ đặc loãng của màu nhé. Ở đây thì mình sử dụng màu tương đối là loãng. Màu loãng, chúng ta cần phân biệt là màu loãng và cái mật độ hạt màu nó khác nhau. Ở đây chúng ta muốn cái màu nó tươi, nó thắm hơn thì chúng ta hãy sử dụng nhiều hạt màu hơn ha. Sở dĩ mình sử dụng thêm nhiều nước một chút là để nó tạo ra một cái màng ẩm nhất định để chúng ta sẽ đến với cái kỹ thuật chính trong cái bài ngày hôm nay. Ở đây mình đang cố tạo thêm một vài cành cây và một chút nữa thôi, một chút nữa mọi người sẽ hiểu là mình đang vẽ cái gì. Tiếp theo mình sẽ sử dụng sang màu Indic Red. Ở đây cái kỹ thuật chính trong ngày hôm nay của chúng ta đó là kỹ thuật thả màu và làm cho các cái hạt màu nó hòa quyện vào nhau trong thời điểm nó ướt. Đó, khi chúng ta đặt một cái màu vào trong cái nền đang có độ ẩm, đúng không ạ? Chúng ta thấy cái màu của chúng ta nó sẽ tự loang ra vào nhau. Đó, mọi người có thể thấy khi cái màu Indic Red và cái màu Green này nó lan vào nhau, nó sẽ tạo ra những cái hiệu ứng như nào. Ở đây chúng ta hãy vẽ lại một số các cái cành cây
khi chúng ta nhìn một cái cây ngoài thực tế thì chúng ta hãy cũng cố gắng mình chọn lọc ra một vài những cái cành cây chính thôi, đừng cố gắng vẽ hết vào. Ở đây nó cũng chỉ là một cây do mình tự tưởng tượng ra, chứ mình hoàn toàn là không có nhìn vào một cái mẫu nào cả. Vì vậy khi mọi người vẽ, mọi người có thể chọn cho mình một cái mẫu cây cụ thể hơn để mọi người vẽ nó có một cái chủ đích tốt hơn nhá. Mọi người có thể thấy ở cái phần màu nâu đỏ này của Inky Quest nó đang hòa quyện bằng màu sạch đúng không ạ? Tiếp theo mình sẽ sử dụng một ít màu đen để mình nhấn vào một số góc ở những cái phần cành cây ấy. Mọi người thấy là khi có thêm một chút cái màu đen này vào những cái phần cành cây đó, nó sẽ sâu hơn, nhìn nó có cái không gian hơn. Và rõ ràng ở đây chúng ta đang vẽ là một cái cây 2D đúng không ạ? Nhưng khi có thêm một chút cái sự thả màu này vào, chúng ta thấy là cái cây nó có chiều sâu hơn. Tiếp theo chúng ta sẽ sang cái phần vẽ lá cây nhé. Ok, màu đầu tiên mình sử dụng ở đây nó chính là màu ô liu. Thì cái màu ô liu này nó trầm hơn một chút so với màu green. Với khi vẽ những cái lá cây nhỏ như này này, đó thì chúng ta cố gắng là sử dụng chính cái size bút của mình ấy. Đó, và chúng ta hơi đứng bút lên, chúng ta miết nhẹ một chút đó, để trong chính cái lá này của chúng ta nó cũng sẽ có cái độ đậm nhạt nhất định. Chỗ đậm nó chính là cái chỗ mà cái nước của chúng ta đọng lại nhiều hơn, cái màu đọng lại nhiều hơn ở đó thì nó cũng sẽ làm cho cái lá cây này nó đậm hơn rồi đấy các bạn. Chúng ta hãy cố gắng tạo ra những cái lá cây theo ý thích của mình. Tiếp theo mình cũng sử dụng chính cái màu ô liu đó để mình tạo ra một cái cành cây sườn chính. Đó, tiếp theo là thêm một chút màu Inky Red vào thôi, để chúng ta kết nối giữa cái lá cây và cái phần cành cây này ha. Đó, thì mọi người thấy chính cái màu Inky Quest này nó cũng đang kết nối giữa những cái lá cây và phần cành cây, nó sẽ tạo ra một chút cái sự pha trộn màu sắc thôi. Bây giờ chúng ta sang cái phần cánh hoa tiếp theo. Cái hoa tiếp theo này thì mình sử dụng màu Camin ha. Chúng ta hãy để cái kỹ thuật đấy, chúng ta đứng bút lên này và hơi xoay tròn nhẹ cái bút một chút. Đó, như thế. Tiếp theo đó, mọi người thấy không ạ? Đấy, một cái cánh hoa nó chỉ vẽ như vậy thôi đó, và mọi người thấy là hoàn toàn ở đây là mình đang vẽ trên dạng 2D, nghĩa là toàn bộ bề mặt nó cùng một sắc độ mà thôi. Mọi người thấy dễ không ạ? Đó, tiếp theo chúng ta vẫn sẽ vẽ như thế, lợi dụng cái đầu nhọn của bút để chúng ta làm chính cái cạnh sắc ở cái phần cánh hoa này luôn ha. Để cho cái cánh hoa ra nó bớt bị nhàm chán thì chúng ta để chừa lại cho nó một cái khe nhỏ nhỏ ở cái phần đầu cánh hoa ấy. Đó, mọi người thấy là cũng với cái kỹ thuật đó thôi thì chúng ta có thể tạo được một những cái cánh hoa nó rất là dễ thương, rất là đáng yêu đúng không ạ? Đây mình sẽ tạo thêm một cái nụ nữa, cũng chỉ với cái màu Camin đó thôi chứ chúng ta hoàn toàn không cần dùng một cái màu khác. Ở đây mình không sử dụng cái sự pha trộn màu sắc mà mình chỉ là thay đổi cái đường chu vi hình thể của đối tượng thôi. Tiếp theo này, chúng ta sẽ sử dụng màu green đó để vẽ cái phần cành hoa đúng không ạ? Rõ ràng với kỹ thuật này chúng ta có thể vẽ được rất nhiều đối tượng khác nhau với những đường chu vi khác nhau, và cũng chỉ với kỹ thuật như vậy mà thôi. Những phần nào chúng ta muốn sự hòa trộn màu sắc, chúng ta muốn màu nó trộn vào nhau thì hãy cho nó chạm vào nhau khi nó còn ướt nhé. Và cái sự hòa trộn trên giấy bao giờ nó cũng sẽ mang lại những cái cảm xúc, những cái hiệu ứng nó đặc biệt hơn là khi chúng ta pha trực tiếp trên palette đúng không ạ? Đó, cánh hoa chúng ta đã xong. Bây giờ chúng ta sang một cái đối tượng mới. Đối tượng này nó chính là những cái bông hoa chuông, mà cái màu mình sử dụng ở đây nó là Golden Deep. Thì mọi người hoàn toàn thể dùng những màu khác, tuy nhiên ở đây mình sở dĩ mình thích cái màu Golden Deep nên mình sử dụng thôi, chứ cũng không có một cái mục đích gì cả. Mọi người thích màu gì mọi người hãy cứ sử dụng màu đó nha. Ở đây mình cũng sẽ sử dụng kỹ thuật y hệt như vậy, đó là tô màu theo mảng 2D. Đấy, mọi người thấy không ạ? Vô cùng đơn giản thôi chứ không hề có gì phức tạp cả. Chúng ta hãy sử dụng cái cạnh bút, cái đầu bút để chúng ta miết ra cái đường chu vi để nó theo được đúng cái ý đồ của mình hơn. Đó, và chúng ta hãy vẽ bao nhiêu bông hoa mà chúng ta thích đều được.
Với cái này chúng ta hoàn toàn để sáng tạo được. Đó, chính vì như thế nên mình sẽ tua nhanh qua cái đoạn này một chút xíu nha, để chúng ta đỡ mất thời gian hơn. Ở đây thì mọi người có thể thấy là cái kỹ thuật bình vẫn không hề thay đổi, đúng không ạ? Nó chỉ khác nhau ở cái đường chu vi thôi. Thì cái đường chu vi này chúng ta muốn tạo nó ra thì chúng ta hãy để ý cái lúc mà mình đi bút ấy, cái hướng tay của mình đứng lên hay là nằm xuống. Đó, mọi người thấy không ạ? Thì cái thế tay này nó cũng sẽ giúp cho cái việc chúng ta kiểm soát cái đường chu vi nó được dễ hơn. Và nếu không nói về kỹ thuật thì chúng ta hoàn toàn thể dụng kỹ thuật nào cũng được, làm sao để chúng ta ra được đúng cái đường chu vi mà chúng ta mong muốn thôi. Ở đây tiếp theo mình sẽ vẽ cái cánh hoa này. Ở những phần cánh hoa này thì chúng ta để ý rằng nó có một cái độ mảnh nhất định. Vậy thì rõ ràng cái lực tay khi chúng ta tiếp xúc với bút đó, nó cũng sẽ tạo ra những cái độ dày mỏng khác nhau, đúng không ạ? Nếu chúng ta muốn nó mảnh thì đừng miết bút mạnh quá, chúng ta vẽ nhẹ nhàng thôi thì nó sẽ ra được cái độ mảnh mà chúng ta muốn. Còn nếu chúng ta muốn cái độ mảnh, cái cuống nó to hơn thì chúng ta hãy miết mạnh hơn. Ok đó, ở đây chính là phần cuống chính này. Đó, chúng ta thấy không ạ, nó phải kéo dài xuống dưới đó, là như vậy. Và từ cái phần chính này chúng ta kéo ra là những cái phần cuống nhỏ hơn, nó nối từ cuống chính sang các cái bông hoa. Đó. Khi cái màu xanh này nó chạm vào cái màu cam, mọi người thấy không ạ? Thì nó có cái sự pha trộn nhất định. Đương nhiên nó chỉ nhắc nhỏ ở cái chỗ phần đầu cuống đó thôi. Đó, nếu nhiều quá thì nhìn nó sẽ rất là buồn cười. Đó, tiếp theo mình sẽ sử dụng một chút màu camin nhé, để mình thả vào những cái phần đầu của cánh hoa này, của cái bông hoa ấy, mọi người thấy không ạ? Rõ ràng với một cái kỹ thuật vô cùng đơn giản và một cái cách vẽ nó cũng dễ dàng như này thôi, thì chúng ta thấy là cái bông hoa của mình á, nó đã trở nên đặc biệt hơn, nó bớt đơn điệu hơn. Đó, mọi người thấy không? Cái bài học ngày hôm nay của chúng ta nó giúp cho chúng ta tạo ra những thứ nó đáng yêu, những thứ nó cũng đẹp mà, đúng không ạ? Với những cái kỹ thuật nó vô cùng đơn giản như vậy thôi. Nào, bây giờ chúng ta sẽ vào cái phần chính ngày hôm nay của chúng ta nhé. Đó chính là chúng ta vẽ cái bông hoa Magnolia. Đầu tiên là chúng ta sẽ quét nước này. Đó, vào cái phần sáng nhất của cái cánh hoa. Đó, mọi người thấy không ạ? Tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng màu râu. Màu râu nó chính là một cái màu hồng, nó mang tính hơi lạnh một chút xíu. Đó, chúng ta sẽ vẽ trên cái nền chúng ta đã quét nước trước đó, đúng không ạ? Điều này hoàn toàn mình chưa làm ở những cái mẫu trước. Vậy thì mọi người hãy cùng chờ xem là cái cách làm này, cái sự thay đổi nho nhỏ này, nó sẽ tạo ra cái hiệu ứng như nào so với những cái trước đây. Vẫn là cái việc chúng ta hơi ấn nhẹ bút một chút, đúng không ạ? Xòe bút ra một chút để chúng ta miết cái hạt màu làm sao cho nó đều hơn. Đó, mọi người thấy không? Đó, và ở phần dưới thì mình để nó hơi đẫm nước một chút đấy. Tiếp theo chúng ta sẽ pha thêm một chút cái màu Ink Red và cái màu râu này. Đó, thì mọi người thấy là khi cái màu Ink Red pha thêm vào màu râu này thì cái màu của chúng ta nó chuyển sang hơi ánh đỏ một chút, nó đậm hơn cái màu râu và nó làm cho cái màu râu này nó sâu hơn. Ở cái phần cánh hoa thì bao giờ nó cũng sẽ ở trên là nhạt, ở phần gần cuống thì nó sẽ đậm hơn, chúng ta nhớ nhé. Chúng ta sử dụng cái đầu hơi nhọn của bút đó để chúng ta ke lại cái đường chu vi sao cho nó thật theo đúng cái ý đồ của mình ha. Ở đây thì mình lót một chút cái màu rất nhạt, rồi sau đó đi cái màu râu mạnh vào, miết nó ra này, để chúng ta tán các cái hạt màu nó theo đúng được cái mật độ hạt màu ở từng khu vực mà chúng ta mong muốn. Miết lại đường chu vi ha. Ở khu vực này hoàn toàn chúng ta không cần phải quá căng thẳng với đường chu vi đâu, bởi vì các cái đối tượng hoa cỏ tự nhiên mà, thì nhiều khi cái đường chu vi của nó cũng không hoàn toàn là theo một cái quy lịch luật nhất định nào cả. Vì vậy chúng ta vẽ nó hơi na ná thôi là ok rồi, đúng không ạ? Nó chỉ có cái vấn đề ở đây mà chúng ta cần phải quan tâm, đó là cái khoảng cách giữa các cánh hoa này.
bình có chừa lại một cái khe nho nhỏ ấy, là bởi vì bình không muốn là các cái cánh hoa này nó bị dính màu vào nhau. Như thế thì cái đường chu vi ở những cái đoạn đó nó không còn rõ nữa rồi. Đó, mọi người có thấy không ạ? Ở phần cuối cánh hoa mọi người thấy là bình vẫn thêm một chút màu Ink Red vào để cho cái màu hồng này nó trở nên đỏ hơn, nó thắm hơn và nó trầm hơn một chút xíu thôi. Như mọi người có thể so sánh cái sự khác biệt giữa cái bông hoa Magnolia này và những bông bên cạnh mà mình có vẽ, thì ở đây chúng ta đã có một cái chiều sâu hơn trong một cái cánh hoa, nó mang nhiều sắc độ hơn, đúng không ạ? Và nó có cái cảm giác 3D hơn, cảm giác ngầu hơn. Nhưng rõ ràng cái kỹ thuật chúng ta sử dụng nó vẫn là như thế thôi, vẫn là vẽ màu, thả màu trên một cái nền có độ ẩm. Đó, đúng không ạ? Từ cái cây này, cho đến cái lá này, cho đến hoa chuông này, và bây giờ là Magnolia. Đó, mọi người thấy không ạ? Vẫn là những kỹ thuật đó thôi, nhưng chúng ta chỉ cần điều tiết lại một chút xíu thì nó sẽ tạo ra một cái hiệu ứng đẹp hơn, ngầu hơn. Ở đây mình khéo léo một chút nhé, bởi vì những cái phần, những cái cánh hoa này mình không muốn cho các cái hạt màu nó chạm được vào nhau. Vì thế chúng ta phải khéo léo một chút. Đó, những cái phần cánh đằng sau thì nó sẽ nhạt hơn một chút nhé. Đấy, muốn hạt màu, muốn màu của chúng ta nó nhạt hơn thì chúng ta hãy cho thêm một chút nước vào. Đó, thì mật độ hạt màu lúc này nó ít hơn mà. Mật độ hạt màu nhiều thì màu sẽ đặc. Đấy, mật độ hạt màu ít thì màu sẽ loãng. Được chưa ạ? Những cái phần sát của phần cánh hoa ấy, mình muốn thêm một chút cái độ đậm vào đó để nhìn cái cánh hoa cho nó nổi lên, thì mình sẽ thả thêm một chút màu râu vào, hơi đặc. Lúc này là màu chúng ta phải hơi đặc, bút khô hơn so với cái nền ẩm bên dưới, thì các hạt màu chúng ta nó sẽ nằm yên được ở đó và nó không có bị chạy ra linh tinh quá nhiều. Cái này nó chính là cái cảm giác mà chúng ta bắt đầu phải luyện tập. Ngay từ cái bài đầu tiên này mình muốn mọi người làm quen với cái cảm giác này. Dễ mà đúng không mọi người? Mọi người hãy làm đi. Mọi người sẽ thấy là mình sẽ làm được thôi. Có thể là lần đầu tiên mình hơi bỡ ngỡ một chút, nhưng mà lần hai, lần thứ ba mọi người sẽ kiểm soát được cái độ đặc loãng của bút. Khi chúng ta kiểm soát được độ đặc loãng của bút là chúng ta có thể làm được cái bước này này. Là chúng ta thêm sắc độ, thêm một chút chi tiết thôi vào trong cái cánh hoa của mình để làm cho cái cánh hoa nó trở nên đặc sắc hơn. Đó, chúng ta hoàn toàn phải miết lại cái đường chu vi cho nó mượt ha. Đó, để không làm mất thời gian của các bạn, mình sẽ hơi tua nhanh cái đoạn làm cái phần cánh hoa của cái bông hoa ở phía dưới. Nó cũng như vậy thôi. Đó, và mọi người cùng quan sát nhé. Ok, bây giờ mình sẽ sang cái bước thứ hai, đó là vẽ những cái lá, những cái cuống cho cái bông hoa này. Thì đầu tiên là mình sẽ sử dụng màu ô liu này. Cái cánh hoa thì mình nghĩ là mình sẽ sử dụng hai sắc độ thôi. Thì ở đây chúng ta sử dụng sắc độ đầu tiên là sắc độ của màu ô liu. Màu ô liu thì trầm hơn màu green một chút. Sau đó chúng ta sẽ thả thêm một chút màu green vào để làm cho cái lá cây nó trở nên đặc biệt thôi. Rõ ràng với một mảng sắc độ mà chỉ có một màu thì như cái bông hoa bên cạnh chúng ta nhìn thấy đúng không ạ? Nó vẫn đẹp, nhưng có lẽ nó thiếu một chút gì đó. Thì ở đây chúng ta đang tìm hiểu xem là nó thiếu cái gì, bằng cái cách chúng ta thêm một màu nữa vào.
trong cùng một cái đối tượng đó, thì chúng ta thấy rằng cái đối tượng ta nó đã trở nên đặc sắc hơn. Và nó hoàn toàn không khó một chút nào cả. Bình tin là nó không khó. Mọi người chỉ cứ bắt tay vào làm thì mọi người sẽ thấy là ai cũng sẽ làm được cái kỹ thuật này thôi. Đấy, cũng là với cái phần lá mọi người có thể thấy là có lẽ là khi chúng ta cho hai sắc độ vào thì cái lá của chúng ta trở nên đặc sắc hơn. Và cái phần gần cuống ấy thì mọi người thấy khi nó có cái màu green ấy, cảm giác trông nó sâu hơn ở cái khu vực đó, đúng không ạ? Đó là cái do cái hiệu ứng về màu sắc thôi. Cái độ đậm nhạt bản thân của cái màu đó nó như thế nào. Đây mình sử dụng màu Ink Red để vẽ cái phần nhành cây. Và sau đó mình sẽ thả thêm một chút màu green vào. Mọi người nhìn này. Cái màu green này thì chúng ta sẽ làm cho nó hơi đặc nhẹ một chút. Thì khi nó đặc vậy, nó kết hợp với màu Ink Red, mọi người sẽ thấy nó tạo ra một cái màu rất là đậm, một cái sắc rất là đậm. Nhưng nó không phải là đen. Đó, mọi người thấy không ạ? Đấy, đó là cái sự hay ho của màu nước. Và mình muốn mọi người cùng tận hưởng những cái điều thú vị đó. Với cái phần lá và phần cuống ở phía dưới, mình cũng sẽ làm tương tự như vậy thôi. Ở đây chúng ta vẫn sẽ sử dụng màu green và màu ô liu để vẽ cái phần lá này. Đó, tiếp tục là ô liu. Ô liu chúng ta sẽ vẽ vào như này. Những người mới bắt đầu học màu nước ấy, thì chúng ta hay bị cái vấn đề đó là chúng ta không kiểm soát được cái độ đặc của màu. Nghĩa là cái mật độ hạt màu khi nó được tiếp xúc vào giấy, nhiều khi chúng ta vẽ nó loãng quá, là lúc cái màu khô đi mà nó nhạt bớt đi ấy, nhiều khi nó nhìn nó bị nhạt quá, nó bị bạc quá, chúng ta lại mất cái cảm xúc đi. Vì thế mọi người hãy cố gắng vẽ màu thật đặc vào. Cứ vẽ đặc vào, mọi người sẽ thấy là lúc nó khô đi cái độ xuống màu của nó ít lắm. Bởi vì sao? Cái mật độ hạt màu nó nhiều thì nó sẽ len lỏi vào trong giấy. Đấy, mọi người hiểu không? Thì một phần hạt màu nó đã giữ vào bên sâu trong giấy rồi, thì phần còn lại nó sẽ giữ được ở trên bề mặt. Còn khi chúng ta vẽ nhạt quá thì các hạt màu nó sẽ ngấm vào giấy nhiều quá rồi, thì ở trên bề mặt nó chỉ còn một chút xíu thôi, thì nó không thể tươi được. Dễ vậy thôi hả? Bây giờ chúng ta thêm một chút màu green vào phần cành cây này. Mọi người sẽ thấy nó vào những chỗ khớp của phần cành cây ấy. Đó, chúng ta nhấn thêm một chút đúng không ạ? Đó, thì màu nó sẽ tự làm việc rồi. Chúng ta chỉ cần thả màu nhẹ vào đó là được, là xong. Ok, thì cái nội dung trong cái bài học ngày hôm nay nó chỉ có vậy thôi. Và mọi người có thể góp ý cho mình ở những cái bài tiếp theo là mình nên làm về chủ đề gì nhé. Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng xem lại những gì chúng ta đã làm được trong cái buổi ngày hôm nay ha. Và đó là tất cả những gì có trong bài học ngày hôm nay. Hy vọng rằng mọi người sẽ vẽ cái bài này, sẽ vẽ theo những gì mình đã hướng dẫn. Và nếu như các bạn thực sự vẽ thì hãy gửi nó cho mình. Các bạn có thể gửi nó qua Facebook, qua email, hay bằng một phương cách nào đó, làm sao để cho mình biết rằng những cái mà mình đã hướng dẫn này nó thực sự có ích cho mọi người. Không biết mọi người có để ý không, nhưng trong cái video này cái chất lượng hình ảnh quay nó đã tốt lên rất nhiều rồi đấy. Mọi người để ý không vậy? Sự thật là mình đã phải treo em yêu của mình lên trên cao và nhìn em nó rất là mỏng manh như thế này. Điều đấy là làm cho trái tim mình cảm thấy rất là xót xa. Vậy thì bạn còn chờ đợi gì nữa mà không like và share video này đi. Và hãy nhớ là subscribe kênh của mình để chờ đợi những video mà mình ra trong thời gian sắp tới nhé. Còn nữa, mình cũng đã quay một vài video tiếp theo rồi, nhưng mà cần thời gian để dựng. Và nếu như video này được 1.000 lượt xem, mình hứa rằng mình sẽ ra những video tiếp theo hàng tuần,
thật đều để mọi người có thể cùng trải nghiệm màu nước, cùng học màu nước và cùng có những phút giây thật là relax với màu nước. Ok, chào tạm biệt mọi người. It's written at one